là tay chỏ giúp cái là cho ăn thẻ ngay. Ủa gì mà bá chuối. Em vào nó dối ngay, em vào nó dối luôn, em vào dối luôn. Một thiệp mấy phút anh? 30 phút một thiệp đấy, nên là thay. Ồ anh Dương bên mình này. Ồ mình. Anh Dương ơi, anh nhờ anh nổi xuống tí đi. Không thấy. Anh nổi xuống một mét, chụp mày quay cao lên một mét đi. Cao lên xuống. Anh nhờ anh. Thòng cao lên một tí ông ơi. Thấy cửa đã. Không. Em ơi đám nghiêm túc vào. Năm sơn rồi mà lá đưa em đấy. Xuân dạo này có chạy nhiều không em? Chạy. Người ta đặt Uber đây. Bắt sát rồi em ơi, theo sát một người đấy. Lên vào vào tất cả, lên cái nó mệt. Biến rồi. Hết to rồi. Anh ngang phải ngang rồi. Chưa vào. Được sao muốn ngon gì? Chả bóng này pin pin bên xanh mà, là hết pin rồi. Biến xanh. Để vào. Không có ai ơi, vào đè mỗi thủ môn thôi. Cắm nhập thôi nhỉ. Đỏ sao bên kia một người bắt trọng tài pin đi em ơi. Cắm vào trong đi, cắm vào trong đi. Và ngay là Trung Anh. Đỏ. Sao bên kia ngồi giống nhau nhanh lên. Thôi bắt trọng tài bên trong đấy. Thôi bắt thủ sang bên kia. Khoai. Anh này, đâu nào thế. Cái gì cũng giống nhau cả. Sắp sắp cái máy quay xếp vào tới. Máy quay đứng căng. Tập trung vào mình đi. Tập trung vào mình. Hấp cả bóng giúp đá. Đá hai viên luôn anh ơi, viên luôn, để cao lên luôn. Ok. Sao ơi. Tiền đạo một người đẩy cao lên em ơi. Tùng cho đất ra đâu đây? Vào từ từ thôi. Trời ơi. Em ơi đừng phá về như thế nguy hiểm lắm. Một em phá là côn, hai là đá lên. Không ơi. Không đá về thế em ơi. Đẩy lên cao lên.
Tùng ơi, em đá đâu đấy? Em đẩy cao lên một tí Hiếu ơi, đẩy cao người lên một chút em ơi. Còng cao lên. Mình đá hơi thấp, anh nhường bóng hơi nhiều ấy. Đẩy luôn lên em ơi, cánh đẩy luôn lên nào. Tuấn ơi, đẩy luôn lên chỗ Hùng nào. Huy Quân ở nhà quá rồi, có nhà của Hiếu rồi, đẩy cao lên. Vào hết đi em ơi. Rồi. Đẩy cao lên em ơi. Ta đã sinh ra cái gì đây? Đơn giản thế thôi, đội đó thì lúc nào cũng được. Đừng nghe, đừng nghe anh em đẩy lên, lùi hết về. Em ơi sang góc nào, tập mình tập đẩy bóng. Đó không bóng em đẩy cao lên, cánh em đẩy cao lên, thòng đẩy lên, thòng đẩy lên, bắt tiền đạo cho bạn em ơi. Tuấn đẩy cao lên em ơi, rồi đẩy hết lên. Cánh đẩy luôn lên em, không cần. Cánh em sao bằng giữa thằng anh? Kiểu đẩy lên em, cứ đẩy lên. Góc, không có. Góc, đụng người. Kiểu đẩy cao em bắt tung bò à? Không cần, cứ để cho luôn rồi. Bắt người vào. Đẩy em ơi, Dương ấy. Đánh đầu lên. Thôi, thôi, cơ đầu. Đây. Ê nhẹ ơi, thực ra không thấy góc ạ. Em đẩy cao máy một tí về anh bắt tốc cả. Đứng chân góc, kiểu đứng chân góc không về biên. 11 bắt 23 cho anh, 11 bắt 23. Ơi, thẻ. Ghi lại đi, ghi lại đi. Chuẩn bị Hiền chuyển đổi đấy. Ok, hay lắm. Hả sút đi đồng hả? Tầm 15 phút báo nhé. 15 phút đây. Anh bắt bóng là chết rồi em. Đấy là bắt bóng đấy, gì đâu. Ở phạt đấy. Em đăng lên trang em. Ok. Tay Phương. Tuấn đây. Biến xanh. Có lẽ em ơi ghi 1-2 bàn rồi đội bạn xuống sức. Có đấy, không dí ở biên nó để dí ở giữa. Dí ở tầng huyền nó quay được người. Trong rồi, vào đây. Em ơi, đáy, ra đáy. Không trừ đây. Họ đập về đấy. Một người vào, hai người đúng được, chứ cứ đứng nhìn nhau thế là mất hết bóng á. Giả ra biên. Rồi, ok. Anh ơi,
Dạ ơi Tuấn ơi. Anh em thấy còn cảm thấy cái máy tối tối ấy. Không phải tối đâu, em ở ngoài sáng thì. Mười phút này. Không. 60 phút mà. Thì thế nào cũng được. Cẩn thận cho súng đáy đấy em ơi. Mãi dương súng đáy sâu vào. Ok. Rồi cắn. Đáy 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 nhà đáy. Đáy có rồi. Ok em. Rửa vào rửa vào. Hai người nhìn nhau vào. Lối thông với chúng ngon em ơi. Đấy vào hô. Còn đó là anh nhắc nhở nhá. Rồi đá em ạ, ok. Anh mệt thì báo nhá. Tấn ơi chủ động ở nhà thì hô em nhá. Rồi. Trọng tài Bin ở bên kia em. Chào bác anh. Trọng tài Bin bắt cúp Tom em. Cứ chạy đi. Ăn rảnh không em? Đấy vào em. Ai rảnh nhỉ? Trọng tài trước thôi, bật đá đi đây. Anh ta rảnh không? Em không xem này. Để đây em ơi, để cao lên. Rồi cảnh đứng đây lấy bóng, đứng đây đợi bóng. Tuấn mới tùng vào thế nào? Lấy lên một hồ về kia. Nào em ơi, thòng về. Đáy em này, một người nhà đáy này. Chúng ngôn để cây em ơi. Tầm 20 phút chưa? 15 phút, 14 phút này. Đấy ra biên, ok, dọn rồi. Đấy, 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 đấy. Đang lợi thế, đá đi, đang lợi thế. Đẩy lên em. Khóa đi vào 7 vào để cho tung lên. Được chuyền nhà em ơi. Trời ơi. Hay vậy. Hay mà không vào. Chân này gì? Giữ lại một chuyền, đấy mà không. Phạt đây bóng sâu ấy. Chuyền em ơi, chuyền đi. Nó cánh nào, cánh để lên. Trời ơi, kiểu ai đang truyền thế anh nhỉ? 37 đâu? Cắt vào. Hai vị trí trùng nhau em ơi. Góc. Ôm bóng em ơi, giữ bóng. Cứng à?
chưa. Em ơi xem bóng với đá rồi không đổi nhá. Mười mấy phút rồi? 15. Ra ngoài. Ôi gì tí. Mấy phút mà. Thanh người đi, chủ động thanh người. Một chân. Bế ra ngoài em ơi, bế ra. Được. Anh Tuấn đã ghi bàn. Ghi bàn chưa? Chiến hạ bên người ra là ghi được bàn đấy. Kiểu ơi, cánh em để mở đây này để kéo bóng, không phải em bơm bóng vào đoạn giữa làm gì. Mấy pha chạy về bật lại cho trống. Em bơm vào giữa, em thằng không để ý nó chết. Mấy pha chạy xuống đường lại này, bật ra chạy chỗ luôn trống. Anh ơi, em xin cái chai, cho xịt ra nóng hả? Cái xịt hết rồi. Đang quay ấy vẫn giờ không bu giờ mà. Vâng, quay. Này gì? Thanh người em ơi. Có đấy là không có lỗi. Chạy bao nhiêu chứ không phải lỗi đây, trọng tài bắt Pina nên không bắt được quả. Anh chuyển chậm quá, anh đứng sát đấy rồi, hậu vệ người ta mới đào nhỉ. Ngay anh rồi. Bóng phát lên. Bắt ơi, bóng. Quá không hiểu ý vì anh không công. Nên là sau mà nếu mà có cơ hội thì mình đóng luôn. Tầm 20 phút báo anh nhá để thay bớt ra, biết là phải đỡ mệt. Coi đi. Em mệt thì nào đi. Có phải dí làm gì cả. Theo sát vào. Vào đi. Gặp. Đội bạn tâm lý rồi em ơi, ghi 1-2 bàn nữa rồi ra nghỉ. Chuyển nhanh chân lên em ơi. Nào kiểu về nào, nhìn người này. Đấy, cả hai bên là sao nhỉ? Quá nhiều. Đang bóng lên. Bắt người nào. Để họ lên, có thể lên đấy. Bỏ thông. Chú anh này luôn. Để luôn. Bỏ thông. Lên, để lên dần. Quay mình con luôn. Chạy vào. Vị trí em ơi, vị trí hỏng nào. Một chính này nhé. Mắt toàn vị trí thế nào nhỉ? Đợi tí thay mệt đấy em. Cố chạy 20 phút cho nó tròn. Hậu vệ đã đúng vị trí vậy em ơi, coi sai đấy, đá tầng lộn xộn nha. 20 phút anh ơi. Anh giờ 20 phút anh ơi. Kiểu ai ra nghỉ một chút em ơi. Có tay.
khiến cho thầy bị chịu kiểu về góc cái này, cởi áo ra. À, em không ăn lấy áo đỏ kia kìa, lấy áo xanh kìa. Áo xanh gì không? Cô tay chưa xong em ơi. Ơi Phong ơi. Thay người, thay người, thay người. Ơ em đã đội xanh à? Thay rồi, thay rồi, thay rồi. Thay một người. Em về hậu vệ cánh em ơi. Đâu ấy? Làm gì đây? Thay rồi. Dừng báo. Ra tao ra rồi thầy. Cái năm thì chuẩn bị ấy, người ta không được. Tuấn này em hậu vệ em đá đâu đấy? Hả? Em ơi bắt thòng họ nào. Hai mươi mốt, hai mươi ba hai phút đấy. À, 21:49 rồi. Hai người ở trên em ơi. Hai viên đá thấp quá chuẩn vị trí. Đá lên chân đấy rồi. Phòng ơi. Đi luôn đi. Đá đi cứ đá lên ơi, mà đá đi. Tiết lên đội đỡ, học nhiều rồi, kỹ xảo nha. Không đâu. Thì nên đấy học nhiều kỹ xảo mà. Đây đây đây, thổi đó. Ôi trời ơi. Chưa, chưa. Về, về xuống. Trứng ngang của đấy lần. Sao tụi không ơi, cho hắn lên một cái. Đi ăn. Mày làm sao mà cái con gái nó trứng ngang của đấy? Sợ hãng người ta làm gì mà mất cua xíu lên. Đi ra tô ra mất. Cho tụi quát em. Mưa nó giảm cân. Mày lắm chú mày ơi. Cẩn thận mày em, sao để nhìn quá như thế, lọt thế. Hai năm phút rồi anh ạ. Không, không góc hết con. Ông Hoàng đi đâu ấy?
tài biên vớ vẩn quả đấy đấy. Tay đi rồi, khép tay rồi. Tay rồi không cái, có trọng trọng tay FIFA. Có muốn cầm đây không? Có khép tay chứ phải giơ tay đâu. Mấy thanh niên là ăn gì em? Ok, về mình là nhìn nào nhìn hơi lên. Bắt bóng quay lại nhìn bóng cái đấy người sao nhá. Tránh ra dạ ra đáy đâu. Không vào à. Chết rồi. Rồi em ơi. Cánh này vào, cánh này vào, cánh trái kìa. Em cứ đứng ở giữa không phải đứng đấy, đứng đấy sát vào số 10 ở giữa áo đỏ đứng lên đây. Đấy sát vào áo đỏ. Bảo sát vào áo đỏ. Chốt đáy em ơi, bắt vị trí này, bắt người vào chả bắt ai. Anh ơi. Em chuẩn bị bật cái cánh. Cô tay ông Tài ơi. Cánh ra nghỉ một tí ra để mất sức. Nguyên vào thay cánh, em đứng quay quay đi. Cô tay đội đoạn thay người nào. Đấy vào sân. Bên bên đấy, bên đội ai. Không, bên hiếu, bên hiếu. Tài, tài thay em vào nước. Kéo ơi, ra đứng quay. Ra uống nước hả? Ra nghỉ đi, đúng em mà đừng ngồi ngồi đấy đấy, đang đang mệt đừng ngồi. Em có miếng dán hay sao ấy? Có trong anh trong phim. Kìa. Trung Anh ơi. Lần 1.
đó người ta. Anh nhìn thấy trọng tài FIFA không cãi. Đá bộ. Rồi xin chạm đó. Đấy chưa? Anh chỉ nhắc thôi. Anh nhìn cái bên kia anh ơi, cái bên này bị chung đông rồi. Từ từ lên. Bên kia đi. Sao anh đã có hộp vệ cánh không? Hộp vệ đã hộp vệ cánh đúng không? Sút đi. Có về. Dưới này. Góc. Kìa, đá của bóng. Mệt rồi. Đóng đi anh. Chơi. Cái quả cần ra chân thì cứ giữ sát gần gòn. Đóng. Nhanh chân lên nào. Em mới lùi ra một mét thôi. Qua. Qua cái gì? Tùng mệt chưa? Bò mất thứ mất rồi, rửa xong tạo. Về nơi. Hết con. Bao nhiêu phút rồi? 31 rồi anh ạ. Kẹp 5 phút hợp lý, nghỉ nhiều mỏi cơ. Anh gửi về đi. Hôm qua với anh Tùng. Thập tê. Một. Chuyền đi đỡ mất sức em ơi. Cứ ngoáy đi anh ạ. Anh Tùng. Sư cái gì nữa. Không béo. Nguyên kìa.